Chấn động thiệt mấy bà ơi, vậy với 159 cành buổi trưa được ăn hải sản tôm càng thoải mái, rồi còn thêm đồ nướng lẩu các loại với gần 80 món luôn đó. Nghe cái giá này mà bị sốc ngang à. Đồ nướng ở đây thì có bò, heo, hải sản, bạch tuộc các loại, món chế biến sẵn được thay đổi theo ngày, đường que cây, mì xào, cơm chiên, ốc các loại, tráng miệng thì có các loại trái cây và chè nha. Thiệt tình vô đây mê nhất là cái quầy hải sản luôn á, từ hàu, ốc tỏi, ốc bông, sò điệp, tôm càng, ốc hương là có đủ luôn nha. Thì có mỡ hành, sốt phô mai và sốt tiêu. Giá 159 cành áp dụng hết tháng 5 từ 10 giờ sáng tới 1 giờ rưỡi trưa thôi nha. Tôi là mấy bà vô đây cứ đầy hải sản ra ăn cho tôi, càng được ăn thoải mái mà. Vô bàn thì mỗi người sẽ được tặng một con cua. Cái này á dịch kỳ vọng cũng không có nhiều lắm, ăn rồi thấy vượt sức mong đợi luôn nha. Hải sản á thì khá tươi, nướng lên thơm phức. Càng buổi dịch ăn nó chắc nịch à. Rồi đẹp á thì cứ nướng mỡ hành với nướng phô mai là auto ngon nha. Không thích hải sản thì ở đây có đầy đủ các loại thịt, sườn heo, thịt bò, thịt gà là có đủ hết. À được ướp nêm nếm rất là vừa ăn luôn. Chấm ăn kèm ở đây tới 6 loại lận, chấm nước chấm nào cũng ngon. Đi nhóm 4 người còn được tặng thêm một nồi lẩu thái nữa. Đặc biệt là giá đây không có tính VAT đâu. Còn hết tháng 5 á thì giá dao động từ 169 tới 179 cành thôi, cũng quá là rẻ.